Thưa quý vị, học toán qua sách, nhận biết con vật qua sách và thậm chí là đọc sách cũng phân biệt được mùi hương của các loài hoa. Đó chính là sự ra đời của rất nhiều loại sách dành cho thiếu nhi trong thời gian gần đây. Đọc sách bây giờ không đơn giản là đọc chữ, xem tranh mà còn là sự tương tác với các bạn nhỏ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của những cuốn sách đặc biệt để thế giới rộng lớn được thu nhỏ trong những trang sách của tuổi thơ. Chú thỏ với bộ lông đen tuyền mềm mượt, chú chim hoàng yến lông mềm như nhung. Những câu chuyện trên trang giấy nay đã có phần minh họa đặc biệt. Hay chỉ cần chạm nhẹ vào chiếc tem trong sách, các bé sẽ biết được mùi hoa hồng, quả chuối, hoa nhài có mùi hương như thế nào. Từ trước đến giờ con chưa được đọc sách nào như này. Con nhớ mùi của hoa oải hương và mùi của hoa hồng. Bộ sách tương tác là thành quả nghiên cứu và làm việc trong 2 năm của nhóm sản xuất. Tôi sẽ tập trung vào những cái dòng sách mà do chúng tôi tự sản xuất nhiều hơn. Cái sản phẩm đấy nó sẽ phải phù hợp với văn hóa cũng như là những cái hành vi của trẻ em Việt Nam. Thị trường sách thiếu nhi cũng đón nhận những tác phẩm của các tác giả trẻ tiếp cận lịch sử Việt Nam qua cuốn sách nghệ thuật có tên Hành trình Đông A. Một cuốn sách khái quát lịch sử triều đại nhà Trần với hình thức thể hiện xuyên không giúp trẻ em học lịch sử Việt Nam qua sách. Trẻ em trước khi viết về đề tài thiếu nhi cần tìm hiểu kỹ xem thiếu nhi ngày nay cần đọc gì và lựa chọn các phương pháp diễn đạt như thế nào để phù hợp với độ tuổi của các em. Người lớn viết chuyện, viết sách cho thiếu nhi chưa bao giờ là bài toán dễ. Đặc biệt là tình trạng khan hiếm các tác phẩm văn học Việt Nam cho trẻ em hiện nay. Nhà văn Bình Ca, tác giả đã nhận giải thưởng Khát vọng Dế Mèn năm 2021, cũng có nhiều trăn trở. Tôi nghĩ đấy là một cái mỏ vàng ròng, cái vùng tài nguyên mà các nhà văn hiện tại chúng ta rất nên khai thác. Nếu một tác phẩm mà thực sự hay cho trẻ em, thì nó phải là một tác phẩm mà người lớn đọc cũng thích và trẻ em đọc cũng thích. Sách không chỉ là phương tiện để truyền tải nội dung, mà sách còn là thế giới thu nhỏ. Phát triển văn hóa đọc là điều cần thiết, nhưng phát triển nội dung cuốn sách hay cho thiếu nhi mới là điều quan trọng.